Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice mời các bạn lắng nghe quyển sách Thánh Giá Rỗng Tác giả Keigo Higashino Biên dịch Hồ Phương Đơn vị ủy thác bản quyền Kombucha Company Limited Thông qua Japan's UNI Agency Incorporated Tokyo Và Skiro Rice Agency SCC JSC Giọng đọc Thái Hòa Phần mở đầu Iguchi Saori không còn chút ký ức gì về mẹ. Khi Saori bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, thì mẹ cô bé đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hồi học mẫu giáo, cô bé ghen tị với đám bạn khi nhìn thấy chúng được mẹ đến đón, còn mình thì không. Đến khi vào tiểu học, Saori mới biết mẹ mất khi cô được 3 tuổi. Và mãi đến lớp 5 thì Saori mới biết mẹ mắc bệnh u não. Lúc ấy bà chỉ mới 31 tuổi. Mẹ con hiền và giỏi nấu ăn, vốn thuộc tiếp người khỏe mạnh, ít bệnh, nên việc mẹ con mắc chứng bệnh quái ác đó như một con ác mộng mà ba không thể tin. Yosuke, ba của Sari luôn nói như vậy. Yosuke là một kỹ sư. Anh làm việc tại công ty xử lý các sản phẩm hóa chất công nghiệp. Công ty có trụ sở chính ở Osaka, nhưng anh làm việc ở nhà máy Fuji, đặt tại thành phố Fuji, ngay cạnh Osaka. Hàng ngày, Yosuke lái ô tô đến nhà máy. Saori được gửi ở trường chăm sóc trẻ em ngoài giờ, cho đến hết năm học lớp 4. Giờ trả học sinh là 6 giờ 30 phút. Nhưng hôm nào, Yosuke cũng đến đón Saori sát giờ trường đóng cửa. Mỗi khi nhìn thấy ba đến đón, Saori thỏ phào nhẹ nhõm. Lên lớp 5 saori không đến trường chăm sóc trẻ em ngoài giờ nữa mà đi thẳng từ trường tiểu học về nhà sau khi tan học saori không thấy buồn chán khi ở nhà một mình đọc sách xem phim sẽ làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn không phải ở trường saori không có bạn chỉ là cô bé thích được ở một mình như vậy từ lúc saori không còn phải đến trường chăm sóc trẻ em nữa thì yosuke trở về nhà muộn hơn công việc bận rộn hơn khiến anh khó có thể chuẩn bị bữa sáng và bữa tối đều đặn như trước nên những khi thuận đường anh ghé mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi cho bữa tối của hai cha con cũng có những hôm sauri ở nhà một mình ăn pizza đợi ba về dần dần sauri nhận ra mình có thể tự nấu ăn thay vì cứ mãi ăn thức ăn ngoài như thế một hôm sauri tự đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối theo hướng dẫn trong cuốn sách nấu ăn mượn ở thư viện. Cô bé thử nấu món thịt hầm khoai tây, canh miso và một phần cơm nóng hổi. Hôm ấy, Yosuke về sớm, một việc ít khi xảy ra. Mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc và luôn miệng khen. Saori của ba giỏi quá, Saori giỏi quá. Dù món thịt hầm hơi nhạt, canh miso chưa được ngon, nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã giúp được ba cũng khiến cô bé cảm thấy vui thế là saori trở thành người chăm lo chuyện cơm nước trong gia đình tuy nhiên cô bé không thể nấu ăn đều đặn mỗi ngày những hôm không thể nấu được thì saori sẽ nhắc trước khi yosuke đi làm hôm nay ba ăn tối ở ngoài nhé bữa tối con sẽ tự mua bánh kẹp ở cửa hàng tiện lợi dần dần saori còn làm luôn cả công việc dọn dẹp và giặt rũ saori không cảm thấy vất vả mà ngược lại cô bé còn vui vẻ và rất phấn khởi. Có lẽ Saori là tiếp người phù hợp với công việc nội trợ. Yosuke thường khen con. Bà rất yên tâm về con. Saori sau này sẽ là một cô con dâu đảm đang đây. Nhưng anh không quên dặn dò thêm. Bây giờ con phải học tập thật chăm chỉ, thì sau này con mới hạnh phúc. Con nhớ ưu tiên cho việc học trước, rồi mới đến các công việc nhà nhé. Dù nói vậy, nhưng có lẽ Yosuke cảm thấy rất yên tâm khi con gái mình có thể đảm đang quán xuyến mọi việc trong nhà. Có lẽ công việc bận rộn nên anh về nhà muộn hơn trước. Thậm chí có nhiều lần dù đã về nhà, anh còn phải giải quyết công việc qua điện thoại. Việc đi làm vào ngày lễ hay các chuyến công tác qua đêm cũng trở nên thường xuyên hơn. Khi Saori lên cấp 2, nhà đối với Yosuke dường như chỉ là nơi về để ngủ vì thế yosuke ít có thời gian rảnh rỗi dành cho saori và hai cha con ít có cơ hội trò chuyện thong thả với nhau vào một ngày mùa thu năm thứ hai trung học có một sự kiện xảy ra với cuộc đời saori chủ nhật hôm đó yosuke vẫn phải đi làm như thường lệ trên đường đi siêu thị mua thức ăn cho bữa tối saori ghé vào cửa hàng cho thuê phim quen thuộc cô bé định bộ phim từ lâu mình muốn sauri biết là cuốn phim ấy nằm trên giá thể loại phim trinh thám kinh dị nhưng nó lại không nằm ở đó nếu có ai đang thuê thì trên kệ phải còn lại vỏ đĩa chứ đằng này cũng không có cả vỏ đĩa thật là kỳ lạ sauri mạnh dạn hỏi nam nhân viên vừa đi ngang qua anh ơi em nhớ là cuốn phim the Hidden nằm ở chỗ này mà phải vậy không anh cuốn phim The Hidden à? Ừ, đúng là chỗ này. Ồ, sao lại không có nhỉ? Ngay lúc đó, có tiếng đáp lại từ phía sau. Là cuốn phim này phải không? Saori giật mình quay lại. Nishima Fumiya vừa nói, vừa đưa cuốn phim ra với vẻ mặt ấy náy. À, Saori kêu lên rồi nhẹ giọng đáp. Ra là vậy, Toàn thân Sauri run lên. Có vẻ như mình bị phóng tay trên rồi. Cậu nhân viên cửa hàng khẽ đùa, rồi trở về quầy, để lại Sauri và Fumia đứng đó. Fumia ngắm nghĩa cuốn phim rồi hỏi Sauri: "Phim này hay lắm à? Mình cũng không biết." Sauri nghiêng nhẹ sang một bên đáp: "Bạn muốn thuê phim này mà? Nó hay, nên bạn muốn xem phải không?" đúng là mình muốn thuê nhưng mình chưa xem nên cũng không biết nó có hay hay không giọng saori hơi run run ờ fumiya khịt mũi rồi chăm chú nhìn cuốn phim một lần nữa được rồi cậu ta nói ngắn gọn như muốn thể hiện quyết tâm từ bỏ một thứ gì đó và chia cuốn phim ra trước mặt saori nè hả saori bối rối bạn xem trước đi mình chỉ chọn đại phim này thôi. Không được đâu. Saori vừa phải tay từ chối, vừa hơi lùi lại phía sau. Bạn cứ mượn đi. Bạn đừng ngại, mình xem sau cũng được mà. Nếu xem xong mà bạn thấy hay, thì kể cho mình biết nhé. Tụi mình học cùng trường mà phải không? Có lần mình thấy bạn trong trường rồi. Sauri giật mình. Cô bé không trả lời Fumia, mà chỉ khẽ gật đầu bạn cầm đi. Fumiya dí cuốn phim vào tay cô bé. Sari biết mình không thể từ chối, nên cầm cuốn băng và nói. Cảm ơn bạn. Bạn thường đến đây không? Nishima Fumiya hỏi thêm. Ừ, cũng thỉnh thoảng. Mình thường xuyên đến đây lắm. Lần tới gặp nhau, bạn kể cho mình nghe nội dung phim nhé. Ừ. Sari hơi mất bình tĩnh kể từ lúc rời cửa hàng cho thuê băng đĩa về đến nhà suốt ngày hôm đó saori lúc nào cũng thấy hưng phấn tim cô bé đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với fumiya và cô bé có chút hối hận đáng lẽ mình nên nói chuyện với fumiya thân thiện hơn saori ngạc nhiên khi phát hiện fumiya cũng biết cô là học sinh khóa dưới dù cô bé đã biết fumiya từ trước đó nói đúng hơn là từ lâu nay cô đã thầm để ý và mến Fumiya. Lần đầu tiên Saori biết đến Nishima Fumiya là vào tháng 9, năm đầu tiên học cấp 2. Tất cả bắt đầu từ một cuộc gặp định mệnh sau giờ học hôm đó. Trong lúc đang đi bộ một mình trong sân vận động của trường, Saori chợt trông thấy dáng một nam sinh đang cào cát. Thỉnh thoảng, cô bé bắt gặp người này trong trường và chỉ biết cậu là học sinh khóa trên mà thôi. Sau khi cào cát xong, cậu đi bộ chậm chậm, di chuyển ra xa, đến một khoảng nhất định, thì dừng lại và thực hiện vài động tác khởi động nhẹ nhàng. Sau đó cậu ta hướng về phía bãi cát, rồi chạy lao về phía trước. Tốc độ đó vượt quá sự tưởng tượng của Sauri. Đoạn cậu dậm chân và nhảy vào bãi cát. Mãi đến sau này, Sauri vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh bay trên không trung như một diễn viên múa của cậu ấy. Khi chân vừa chạm mặt đất, cậu ngay lập tức đứng thẳng dậy. Rồi cậu sử dụng một dụng cụ hình chữ T, san phẳng bãi cát lại như trước. Sau đó, cậu lại bước về điểm xuất phát, thực hiện những cú nhảy tiếp theo. Sari luôn dõi mắt theo cậu trong từng cú nhảy. Cô bị cuốn hút, đến mức không thể nào dòi mắt khỏi những hình ảnh ấy được. Nếu không vì người bạn gọi, thì có lẽ Sari vẫn còn theo dõi cậu bạn ấy. Người bạn của cô bé cũng ở đó, để xem trận tập bóng đá đang diễn ra phía sau bãi cát. Saori dễ dàng tìm ra thông tin của cậu học sinh đó. Cậu là bậc đàn anh học trên Saori một khóa, có tham gia câu lạc bộ điền kinh ở trường. Thậm chí cái tên Nishima Fumiya cũng sớm được phát hiện. Saori cũng không biết vì sao, tìm cô lại xốn sang mỗi khi nghĩ đến người bạn ấy. Liệu cảm xúc này có phải là tình yêu, thứ cảm xúc mà mọi người vẫn thường nói đến? Cô bé hoàn toàn không biết nên đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào saori từng nghĩ rằng có lẽ giữa mình và cậu ấy sẽ chẳng có gì xảy ra và theo dòng thời gian cảm xúc ấy trong saori dường như đã biến mất so với độ tuổi của mình và bạn bè cùng trang lứa thì suy nghĩ của saori có vẻ già trước tuổi chỉ một năm sau sự tình đã khác saori đã có cơ hội nói chuyện với đàn anh nishima fumiya mà cô thầm mến tại cuộc gặp tình cờ ở tiệm thuê băng video. Sari liền xem bộ phim vừa thuê và hy vọng sẽ gặp lại Fumia. Nhưng cho dù Sari có gặp lại Fumia thì cũng khó có thể nói chuyện được, vì Fumia không lúc nào ở một mình. Khi có những người khác, Sari không có can đảm đến gần. Thời điểm Sari và Fumia có thể nói chuyện với nhau và cả địa điểm gặp mặt cũng dường như có sự sắp đặt trùng hợp tình cờ một cách kỳ lạ cũng lại là tại cửa hàng cho thuê băng đĩa cứ hễ rảnh rỗi là sari lại đến đây với hy vọng có thể gặp lại fumiya này bộ phim đó thế nào rất hay bạn nhất định phải xem thật sao hôm nay mình sẽ xem sau khi đợi fumiya thuê phim xong sari và fumiya cùng bước ra khỏi tiệm băng đĩa vừa đi vừa nói về những bộ phim mới xem gần đây sari cố tình giấu fumiya là nhà của cô nằm ở hướng ngược lại vì trong thâm tâm sari mong muốn ở bên cạnh fumiya càng lâu càng tốt khi đi ngang qua một công viên fumiya rủ sari ngồi nghỉ một lát sari không có lý do gì để từ chối fumiya còn mua cho sari một chai nước ngọt từ chiếc máy bán hàng tự động ở ngay gần đó sari và fumiya đã nói luyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện, từ chuyện ở trường, chuyện âm nhạc, phim ảnh, cả đến những chuyện trong gia đình. Khi biết Sari chỉ sống với ba, Fumiya không khỏi ngạc nhiên. Bạn tự nấu ăn sao? Mình nấu ăn giỏi lắm. Thế là giỏi rồi. Mình còn chẳng biết làm gì cả. Sari rất vui khi nghe như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi Sari ngẩng đầu nhìn lên, thì trời đã chạng vạng tối. Mình về thôi. Fumiya mở lời trước. Ừ. Sari khẽ gật đầu. Chọt Fumiya đề nghị. Để mình đưa cậu về. Có lẽ vì quá bất ngờ, Sari đáp lại bằng một câu không thật lòng. Thôi. Sao vậy? Mình không nên đưa bạn về à? Nếu thế thì thôi vậy. Đến lúc này, Sari mới nhận ra cơ hội như thế này sẽ không có lần thứ hai, nên cô khẽ trả lời. Vậy thì phiền bạn nhé. Fumiya gật đầu và hỏi với một chút thận trọng. Mai mốt mình gọi điện thoại đến nhà bạn được không? Được chứ. Sauri đọc chậm số điện thoại của nhà mình. Fumiya viết các con số lên nền đất, miệng lẩm nhẩm gì đó. Có lẽ Fumiya đang tìm cách học thuộc các con số. Tôi nhớ rồi. Fumia đọc lại cho Sari nghe. Quả nhiên không sai một số nào. Sari nghĩ thầm. Cậu ấy thật thông minh. fumiya cũng cho Sari biết số điện thoại của mình. Vì biết gia đình Fumia có đông người, nên Sari dự định sẽ không gọi điện cho Fumia. Bốn ngày sau buổi gặp hôm ấy, vào một ngày thứ năm, Fumia gọi điện thoại đến nhà Sari thế mà cô cứ nghĩ là fumiya sẽ không gọi cho mình fumiya gọi cho sari để chia sẻ về bộ phim cậu vừa thuê kể với người chưa xem phim này thì không có gì thú vị cả chúng mình gặp nhau được không tim sari đập nhanh hơn sari để cho fumiya chọn địa điểm và thời gian hẹn cô sẵn sàng đi cùng fumiya đến bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào vào ngày thứ bảy của tuần kế tiếp, Sauri và Fumiya hẹn gặp trên sân thượng tòa nhà siêu thị. Bộ phim The Hidden chỉ là cái cớ để hẹn hò. Sauri và Fumiya đã nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Sauri không nghĩ mình lại có nhiều chuyện để nói đến thế. "Mình sẽ gặp lại nhau nữa nhé." Fumiya nói khi chào tạm biệt. "Ừ." Cũng từ lần đó trở đi, Sauri không còn dùng kính ngữ khi nói chuyện với Fumiya nữa. Saori và Fumiya tiếp tục gặp nhau, một tháng khoảng 2 đến 3 lần. Dù bận ôn thi, nhưng Fumiya đã nói dối người mẹ hay cằn nhằn của mình để đến gặp Saori. Saori càng lúc càng thấy mến Fumiya hơn. Một hôm, Saori thu hết can đảm hỏi. Fumiya này, bạn thấy mình thế nào? Mặt Saori đỏ ửng khi nói xong câu đó sauri không dám nhìn thẳng vào mắt của fumiya nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt fumiya đang nhìn mình mình thích bạn vừa nghe những lời đó sauri cảm giác cơ thể mình rơi vào trạng thái lâng lâng như đang bay bổng trong không trung hết phần mở đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1. Khoảng 1 giờ chiều, có tiếng động cơ ô tô vang lên từ bãi đậu xe. Nghe tiếng động, Nakahara Michimasa đang hướng mặt vào chiếc máy tính trên văn phòng ở tầng 3, đứng bật dậy và ngó xuống phía dưới cửa sổ. Âm thanh đó phát ra từ chiếc ô tô màu xanh đậm mang biển hiệu RV đang lùi lại để vào bãi đậu xe phía sau tòa nhà. Anh với tay lấy chàng hạt đặt ở trên bàn, chỉnh lại chiếc cà vạt rồi rời khỏi văn phòng, đi thang bộ xuống tầng 1. Vừa xuống đến nơi, anh đã thấy Kanda Ryoko đứng ở đó đợi. Kanda Ryoko trông còn trẻ nhưng năm nay đã 40 tuổi. Cô là nhân viên cấp dưới mà anh rất tin tưởng. Gia đình ông Santo đã đến rồi ạ. Ừ, tôi thấy rồi. Lối đi vào tòa nhà thông qua một tấm cửa kính. Nakahara và Kanda Ryoko đứng đợi khách ở bên trong tòa nhà. Một lúc sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi và một phụ nữ có vẻ như là vợ ông ta cùng hai đứa trẻ một trai một gái bước vào đứa bé trai khoảng hơn 10 tuổi, hai tay đang giữ chặt chiếc hộp giấy mỏng nhỏ hơn hộp quýt một chút. Cả gia đình dường như đều là những người hiền lành. Cô con gái dáng người nhỏ nhắn, mắt đỏ hoe, dường như cô bé đã khóc suốt trước khi đến đây. Tôi là Saito. Người đàn ông hướng về phía Nakahara tự giới thiệu. Chúng tôi đang đợi gia đình ông đến. Xin chân thành chia buồn cùng gia quyến nakahara cúi đầu chào sau đó hướng mắt về phía chiếc hộp trên tay đứa bé trai ngập ngừng nói đây có phải là vâng chúng tôi đã mang bé đến đây xin phép cho tôi hỏi tên bé là gì ore gia đình có thể cho phép tôi chào bé ore được không vâng mời anh nakahara nhận chiếc hộp từ cậu bé trai rồi đặt nó lên bệ đỡ ở bên cạnh. Sau khi chắp tay vái, anh từ từ mở nắp hộp ra. Nằm ngang trong hộp là một bé mèo màu xám cho. Mắt đã nhắm lại. Xung quanh có đặt các gói giữ lạnh. Bốn chân của bé vẫn ở trạng thái duỗi thẳng. Nét mặt bé trông thật thanh thản. Có lẽ bé đã không phải chịu đau đớn gì. Nakahara nói. À thì... Saito lắc đầu hôm trước khi chúng tôi từ bên ngoài chợ về nhà gọi mãi mà không thấy bé ra cất tiếng meo meo chào đón chúng tôi như mọi khi bình thường bé sẽ tập tễnh bước ra ngay thấy lạ chúng tôi liền báo nhau đi tìm bé và bất ngờ khi thấy bé đã ở trong trạng thái cơ thể lạnh ngắt trong tủ quần áo từ lúc nào lúc đó mắt bé vẫn mở trừng trừng tôi đã phải dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mắt nhiều lần cho bé để nhắm mắt lại. Saito bắt đầu kể lại diễn biến của sự việc. Đây là tình huống thường xảy ra mà. Nakahara gật gù tự nhủ. Anh vừa nói bé bước đi tập tĩnh, phải chăng là có bệnh gì? Thận của bé không được tốt, vì thế chúng tôi vẫn đưa bé đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Nhưng nói thật, thì sự ra đi này là vì bé đã nhiều tuổi rồi. Bé mèo này khi chết đã được 18 tuổi, so với tuổi thọ trung bình của loài mèo thì như thế cũng đã là sống thọ rồi. Lần này cũng có thể coi là ra đi vì tuổi già sức yếu. Saito kể như giải thích và tự an ủi. Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình. Nakahara nói, cúi đầu một lần nữa. Phòng tang lễ nằm ở tầng 2 là một căn phòng kiểu Tây mô phỏng theo kiến trúc thường thấy trong nhà thờ. Ngoài vài ngọn nến được thắp sáng, trong phòng không có đồ vật nào thể hiện rõ phong cách tôn giáo. Trên bệ thờ nhỏ có một chiếc hộp, trong đó có thi thể của bé mèo. Từ giờ đến lúc làm lễ tăng, vẫn còn chút thời gian. Mời gia đình đến bên bệ thờ nói lời chia tay cuối cùng với bé. Nakahara hướng về phía gia đình Saito nói như vậy, rồi lui xuống tầng 1 chỉ còn lại gia đình Saito trong phòng. Kanda Ryoko đặt hoa vào trong áo quan. Ngay cả áo quan, mặc dù chỉ là một chiếc hộp nhỏ, nhưng cũng được làm bằng gỗ của cây Kiri. Chú thích Kiri, tên khoa học là Polonia, tên thường gọi là Hông hoặc Chi Hông. Tại Nhật Bản, nó còn được gọi là cây công chúa. Trước đây, tại Nhật Bản có tập quán trồng một cây hông khi một đứa trẻ gái ra đời. Và sau này, người ta dùng gỗ của nó để đóng chặn bát đĩa, để làm quà cưới cho người con gái đó khi cô ta đi lấy chồng. Nó cũng là biểu tượng cho chính phủ Nhật Bản, so với hoa cúc là biểu tượng của hoàng gia Nhật Bản, và là một trong các hoa của trò chơi Hanafuda, một kiểu bài lá Nhật Bản, gắn liền với tháng 12. Gỗ hồng rất nhẹ, thớ đẹp, mềm, không cong vênh, được sử dụng để làm tủ, hộp và guốc, gây ta gỗ cũng được đốt để sản xuất than củi cho nghề vẽ và bột cho pháo bông. Vỏ được làm thành thuốc nhuộm, còn lá được sử dụng để điều chế thuốc trừ sâu. Hết chú thích. Gia đình Sai Tâu đã chọn gói tang lễ cao cấp nhất, chứng tỏ bé mèo Ore cũng được xem là một thành viên quan trọng của gia đình. Phần cho cốt, anh chị định như thế nào? Nakahara hỏi. Ở đây có một phòng, gọi là chiếc thuyền của thiên thần là nơi lưu giữ cho cốt đặc biệt dành cho khách hàng ký hợp đồng theo từng năm. Nakahara giải thích thêm. Chúng tôi xin được mang về nhà. Sai tàu nói nhẹ nhàng. Vậy à? Nakahara gật đầu. Vậy cũng tốt. Nakahara thầm nghĩ vì nhiều gia đình chủ nuôi gửi cho cốt lại đây rồi từ đó về sau không hề đến viếng một lần nào. Anh giải thích thêm với Sai tàu đã đến giờ làm lễ, Nakahara hướng dẫn gia đình Saito cùng bước vào trong nhà hỏa táng. Nhà hỏa táng nằm trong bãi đỗ xe, là một tòa nhà bê tông vuông vức. Tại lối vào, thi thể của bé mèo được chuyển từ hộp cắt tông sang một chiếc hộp khác bằng gỗ kiri. Vì thi thể của bé mèo đã được bảo quản bằng túi giữ lạnh, nên bốn chân của bé vẫn ở trong trạng thái duỗi thẳng nhưng cứng đơ. Kanda mang một chiếc xô có cắm hoa tươi về phía gia đình gia đình sai tâu vừa thì thầm nói chuyện với nhau vừa lần lượt xếp hoa tươi xếp xung quanh thi thể bé mèo cưng của họ nét mặt tất cả thành viên trong gia đình đều thể hiện rõ sự thanh thản đôi lúc trên môi họ cũng thấp thoáng nụ cười trong lúc mọi người vẫn đang chắp tay cầu khấn thì cô áo quan nhỏ đã biến mất giữa ngọn lửa trong lò hỏa táng nhân viên phụ trách việc hỏa táng vốn là người nhiều kinh nghiệm nhất định anh ấy sẽ giúp bé mèo được ra đi thanh thản nhất sau khi hướng dẫn gia đình Saito về phòng chờ, Nakahara trở lại văn phòng tại tầng 3 để tiếp tục làm công việc mà anh đang làm dở trên máy tính. Anh đã được yêu cầu làm tờ quảng cáo mới, nhưng mãi mà vẫn chưa quyết định được mẫu thiết kế. Anh không đặt thuê thiết kế ở bên ngoài là vì muốn tiết kiệm chi phí và cũng vì anh vốn có kinh nghiệm với việc thiết kế này. Hay là mình thử thiết kế theo phong cách rực rỡ xem sao? Vừa nghĩ Nakahara vừa di chuyển con trỏ trên màn hình máy vi tính. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại di động kiểu cũ của anh đang đặt trên bàn bỗng rung lên. Nhìn vào số điện thoại gọi đến, nhưng dường như anh không thể nhớ ra người gọi là ai. Có chút nghi ngờ, Nakahara bấm nút nhận cuộc gọi. "Alo?" "Alo. Xin hỏi có phải anh Nakahara đang nghe máy không ạ?" À? Một giọng nam trầm vang lên. Nakahara cảm giác mình đã từng nghe qua giọng nói này. Vâng, là tôi. Anh trả lời thận trọng. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi là Sayama ở phòng điều tra hình sự số 1 thuộc cơ quan cảnh sát thủ đô. Anh Sayama sao? Nakahara chợt nhớ lại, là anh Sayama hồi đó sao? Chính là tôi đây. Anh vẫn nhớ tôi à? Tôi chính là Sayama phụ trách vụ án hồi đó đây cũng lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc nhỉ như có một đám mây đen bắt đầu vần vũ trong tâm trí của nakahara không chỉ là cảm giác chán ghét khi phải nhớ lại ký ức không vui mà trong đó có cả ý nghĩ bất an về điều gì đó không tốt lành người này đột ngột gọi cho mình vì lý do gì nhỉ không biết đã có chuyện gì xảy ra vậy nakahara hạ giọng hỏi Tôi nghĩ vụ án đó đã kết thúc. Anh nói thêm, theo suy nghĩ của mình. Đúng vậy, vụ án đó đã kết thúc rồi. Hôm nay, tôi liên lạc với anh liên quan đến một chuyện khác. Là về vợ anh. Vợ tôi? Sao cơ? Ôi, xin lỗi. Anh chị đã ly hôn rồi mà nhỉ? À, vâng. Nakahara trả lời ngập ngừng. Mình đã không biết nên giải thích như thế nào để anh ta hiểu đầu đuôi câu chuyện. Có lẽ những việc trước đây thì cần sự giải thích rõ ràng vì có thể liên quan đến vụ án lần này. Viên thanh tra đắn đo suy nghĩ. Có chuyện gì đã xảy ra với Sayoko sao? Nakahara hỏi. Sayoko là tên người vợ đã ly hôn của Nakahara. Vâng, thực ra thì ngập ngừng một giây, viên thanh tra nói tiếp Hôm qua, chị ấy đã qua đời. Nakahara hít vào một hơi dài. Lời vừa thốt ra của viên thanh tra dù qua điện thoại nhưng như một tiếng sét khiến trong một khoảnh khắc đầu óc anh trống rỗng, không thể trả lời ngay lập tức được. "Alo, anh còn ở đó không?" Sayama cất tiếng gọi. "Anh Nakahara, anh nghe được tôi nói không?" Nakahara cố nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, gắng thở ra một hơi dài, đang đè nén trong lồng ngực từ lúc nghe tin Sayoko qua đời. Vâng, tôi vẫn đang nghe đây. Anh nói Sayoko đã qua đời là sao? Vừa nói dứt câu, anh chợt nhớ ra một thông tin quan trọng nên bình tĩnh trả lời. Anh Sayama vẫn làm việc ở phòng điều tra hình sự số 1 nhỉ? Cất công anh Sayama thông báo chuyện này với tôi phải chăng là nakahara không thể nói hết câu vâng đúng thế sayama gượng cười chúng tôi đang tiến hành điều tra vì tình nghi cái chết là một vụ án mạng ngày hôm qua chị hamaka sayoko đã bị một kẻ nào đó đâm chết ở gần nhà vì vậy nên tôi gọi điện cho anh nói xong sayama cúp máy khoảng một tiếng sau khi nói chuyện điện thoại với Nakahara, Sayama đã có mặt tại phòng chiếc thuyền của thiên thần ở nhà tang lễ. Lễ hỏa táng bé mèo của gia đình Saito đã kết thúc, nhưng việc thu gom cho cốt vẫn chưa xong. Vì vậy, anh bàn giao công việc đang làm giang dở cho cô trợ lý Kanda Ryoko để tiếp chuyện với Sayama. Lúc này, Nakahara đang ngồi đối diện với Sayama qua bộ sofa tiếp khách đơn giản. Nakahara cảm thấy viên thanh tra lâu ngày mới gặp lại dường như béo hơn theo đó phẩm cách và sự nghiêm nghị cũng tăng lên theo danh thiếp hiện nay anh ta là trưởng phòng tuần cảnh nhưng nakahara không nhớ rõ cấp bậc trước kia của anh ta là gì anh đem ra một cốc trà nóng pha bằng trà túi lọc mời sayama xin cảm ơn sayama cúi đầu nhận lấy tôi hơi ngạc nhiên khi đến đây Sayama uống một ngụm trà và nói. Tôi không nghĩ hiện giờ anh làm nghề này. Trước đây tôi nhớ là... Tôi từng làm ở công ty quảng cáo. Công việc chủ yếu là thiết kế. Đúng vậy nhỉ. Anh nghỉ việc khi nào vậy? Cũng đã được 4 năm rồi. À không, sắp sang năm thứ năm rồi. Nakahara nhớ lại và nói thêm. Tôi và Sayoko ly hôn trước đó không lâu. Vậy sao? Sayama hỏi nhỏ giọng. Dù sao đi nữa, thì tôi thật sự bất ngờ khi nhận tin cô ấy chết. Nakahara gục đầu xuống, hai tay nắm chặt lại. Sao cô ấy lại gặp phải chuyện đau lòng như thế này? Sự việc thật ra là như thế nào? Tôi cũng rất bất ngờ. Thật là độc ác. Trong điện thoại anh có nói là cô ấy bị đâm chết. Nakahara ngẩng đầu lên và hỏi xác nhận lại. Đúng vậy. Nói thế nào được nhỉ? Sayama mở quyển sổ tay ra và bắt đầu thuật lại mọi việc liên quan đến cái chết của Sayoko. Án mạng đã xảy ra trên đường Kiba, quận Koto. Dọc tuyến đường lớn đó có một vài tòa nhà chung cư và thi thể của chị Hamoka Sayoko đã được tìm thấy ở một nơi ít người qua lại, phía sau dãy nhà đó. Vợ anh, à không, chị Hamoka Sao Yoko cũng sống ở một phòng trong chung cư đó. Căn hộ chung cư mà chị ấy ở có cửa ra vào từ phía sau. Có lẽ chị ấy đang định vào nhà bằng lối đó. Cô ấy sống một mình à? Vâng, đúng thế. Chị ấy sống một mình trong một căn hộ, một DK. Chú thích 1 DK là loại căn hộ có một phòng ngủ, bếp và phòng ăn. Hết chú thích. Anh nói là chuyện xảy ra tối hôm qua. Khoảng 9 giờ tối hôm qua, sau khi nhận một cuộc gọi đến báo rằng có một phụ nữ nằm bất tỉnh bên vệ đường, chúng tôi đã ngay lập tức điều xe cấp cứu đến hiện trường. Nhưng phía bệnh viện cho biết, chị ấy đã mất trên băng cán cứu thương trong lúc được chuyển đến bệnh viện. Sayama ngẩng đầu lên tiếp tục. Chị ấy bị một con dao sắc đâm một nhát vào lưng và do nhát đâm ấy quá sâu nên đến thẳng vào tim. Theo báo cáo của thanh tra khám nghiệm hiện trường, đó là một nhát dao rất hiểm vì lực rất mạnh. Vẫn chưa bắt được thủ phạm phải không? Miệng Sayama méo sạch, khẽ lắc đầu. Chúng tôi đã ngay lập tức triển khai các phương án khẩn cấp, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối. Sáng nay, chúng tôi cũng đã lập thành tổ điều tra đặc biệt. Tôi đại diện cho phòng điều tra hình sự số 1 cũng đã tham gia vào tổ điều tra đặc biệt. Tôi cũng mới biết thông tin về nạn nhân sau khi đọc tài liệu tại trụ sở điều tra đặc biệt. Sayama nâng chén trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống bàn. Lúc đầu, tôi không nhận ra nạn nhân chính là vợ anh, cũng vì chị ấy đã thay đổi họ, nhưng sau khi xem ảnh, tôi đã nhớ ra. Chú thích Theo phong tục Nhật, sau khi kết hôn thì người con gái sẽ đổi sang họ của người chồng. Do Sayoko và Nakahara đã ly hôn, nên có lẽ Sayoko muốn chuyển đổi lại họ, không dùng họ của chồng nữa. Hết chú thích. Vừa nói dứt câu, Sayama xua tay. À, là vợ cũ mới đúng, tôi xin lỗi, cứ quan miệng suốt. Không sao, anh cũng không cần quá để ý chuyện đó nakahara trả lời tại sao anh tìm tôi có phải vì tôi là chồng cũ của cô ấy không chuyện này thì đúng như anh nói sayama ngập ngừng tôi gọi và tìm đến để gặp anh là theo đúng trình tự thủ tục thẩm định chúng tôi cần điều tra tất cả các mối quan hệ của nạn nhân chúng tôi đã thử liên lạc với gia đình và bạn bè của chị hamaka sayoko nhưng cuối cùng, tôi nghĩ đến anh nên đã quyết định liên lạc với anh. Nakahara. Nakahara thở dài, gãi gãi đầu. Vô ích thôi. Vậy à? Sau khi ly hôn, chúng tôi chưa hề gặp nhau lần nào. Tôi thậm chí còn không biết cô ấy sống ở khu đó. Cũng có thể là vậy. Nhưng dù sao, rất mong anh trả lời các câu hỏi của tôi. Tôi rất sẵn lòng nakahara nhíu mày nhìn chằm chằm viên thanh tra và hỏi khi nãy anh nói đây là vụ án giết người phải không không phải là cô ấy bị giết bởi một kẻ ác ma đường phố giết người hàng loạt đấy chứ chúng tôi chưa thể kết luận điều gì cũng có khả năng đó khi người ta phát hiện ra thi thể chị hamaka không có bất cứ một tư trang gì thậm chí ngay cả túi sách cũng không có chúng tôi nghi là hung thủ đã lấy đi mất tuy nhiên tôi cũng đã nói hiện trường xảy ra vụ án là nơi ít người qua lại, nhưng không phải hoàn toàn không có người. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu mục đích của vụ án là cướp của giết người, thì hung thủ phải chọn một khung giờ muộn hơn sẽ thuận lợi để ra tay cho mục đích của mình. Có khi nào kẻ gây án là người mắc bệnh thần kinh không ổn định hoặc là kẻ nghẹn ngập hay không? Giả thiết đó là không phù hợp. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì túi sách hay tư trang sẽ không bị lấy đi hơn nữa những loại tội phạm như vậy sẽ dễ bị phát hiện ngay lập tức sayama lắc đầu có lẽ sự việc đúng như lời thanh tra nói nakahara nghĩ và im lặng gật đầu theo như những gì anh đã nói sau khi ly hôn thì anh chị chưa hề gặp nhau lần nào đúng vậy không theo nghiệp vụ công việc của mình sayama hỏi để xác nhận lại đúng vậy nakahara đáp ngắn gọn anh chị có từng nói chuyện qua điện thoại không liên hệ qua email hoặc thư từ gì đó một năm sau khi ly hôn chúng tôi có liên lạc vài lần qua email gọi điện thì cũng một hai lần gì đó nhưng hầu hết chỉ liên quan đến công việc kinh doanh chúng tôi không hề nói cho nhau biết tình hình gần đây của bản thân tại sao vậy thì anh thấy đó nakahara gượng cười nói những chuyện riêng tư với nhau cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi chia tay là vì muốn quên đối phương đi mà. À, ra là vậy. Sayama tỏ vẻ hối lỗi, dùng tay day day đầu bút bi lên thái dương một cách vô thức. Nếu vậy thì lần gần đây nhất anh liên lạc với chị ấy là khi nào? Khoảng 5 năm trước rồi. Lúc đó cô ấy vẫn còn sống cùng gia đình hình như chị ấy chuyển đến căn hộ chung cư hiện nay từ bốn năm trước vậy à tôi hoàn toàn không biết sau khi ly hôn anh cũng cắt đứt quan hệ và liên lạc với gia đình chị hamaka à vâng đương nhiên rồi tôi không có lý do gì để giữ liên lạc với họ nữa sayama gật đầu anh có nghĩ đến ai có thể liên quan đến vụ án không không nếu có người muốn giết cô ấy thì Nakahara bỗng nhìn chằm chằm viên thanh tra. Có thể là Hirukawa không nhỉ? Matsuyama sáng lên, tâm lý cảnh giác đang được cố gắng che giấu từ nãy giờ chợt biến mất. Không thể nào, người đàn ông đó đã không còn trên đời này rồi. Nếu linh hồn hắn vẫn còn vấn vương ở trần thế để làm hại Sayoko thì tôi cũng đã phải gặp chuyện bất hạnh rồi nakahara cười mỉm thật khó hiểu vẻ mặt sayama lộ rõ vẻ khó chịu anh dường như không biết nên phản ứng như thế nào xin lỗi anh tôi nói linh tinh ấy mà nakahara nói đúng hơn là anh đang hối hận vì đã lỡ nói ra điều không cần thiết anh cũng gặp nhiều chuyện đau khổ nhỉ nakahara hoàn toàn im lặng sau câu nói của sayama vì anh thấy không cần thiết phải trả lời Vậy cho tôi hỏi câu cuối cùng để xác nhận. Khoảng 9 giờ tối hôm qua, anh đã ở đâu? Nakahara nín thở trong giây lát, rồi nhìn kỹ vào ánh mắt đang muốn dò xét của Sayama. Viên thanh tra xoay xoay chiếc bút trên tay, hơi cúi đầu để chấn an Nakahara. Là thủ tục thôi, xin lỗi anh. Ra là vậy, Nakahara thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhớ rồi, Dạo trước, anh cũng hỏi tôi về bằng cứ ngoại phạm. Sayama yên lặng gật đầu khẳng định, mở sổ tay chuẩn bị ghi chép. Nakahara thuật lại đầy đủ sinh hoạt của bản thân vào tối hôm xảy ra vụ án với Sayoko. Tôi rời công ty khoảng hơn 7 giờ. Sau đó tôi ăn tối tại một quán ăn tôi thường đến. Tôi đã ở quán đó đến khoảng 9 giờ. Nakahara có lưu số điện thoại của quán ăn đó trong điện thoại di động anh mở điện thoại ra và đưa cho Sayama xem. Sau khi ghi lại số điện thoại, Sayama ngẩng đầu lên. "Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Mong là các anh sẽ sớm phá được vụ án này." "Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức." Sayama khẳng định. Nakahara thở dài một tiếng rồi ngập ngừng nói. "Tôi có thể nói cho anh nghe điều tôi đang nghĩ được không?" "Gì vậy?" Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn vì đã ly hôn với Sayoko. Nếu tôi không ly hôn với cô ấy, thì bây giờ tôi lại trở thành người thân trong gia quyến của nạn nhân bị giết thêm một lần nữa." Nakahara tiếp tục nói và vẫn hướng về phía Sayama đang nghiêng đầu lắng nghe với vẻ mặt tỏ ra bí ẩn khó hiểu. "Xin chân thành chia buồn cùng anh." Gương mặt Sayama thoáng hiện lên vẻ đau đớn đồng cảm. Nakahara chỉ lặng lẽ cúi đầu thay cho lời đáp. Anh chợt nhớ ra, câu nói mà Sayama vừa nói cũng chính là những lời mà mình vừa nói với gia đình chủ nuôi của bé mèo lúc nãy. Hết chương 1. FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.